Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp nhá. Nếu các bạn thấy hay, ý nghĩa thì cho mình xin like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tô màu cho các bạn xem nha. Mày một thằng. Ố, bọn con lợn này súng đểu thế. Rồi. Súng bọn này đểu thế. Không súng xịn để mà lút thế này. U 20%. Phải chuẩn bị 20%. Mày rồi bắn tao. Sau lưng. Ô, quay mất, của đấy lại cầm ở bên năm cái rốt rác của tao. Thằng nó buồn không đi bắn á đức nữa này. Mẹ nó đi bắn á đức đi kì. Thế kia, nó kia. Thì ta xong xong chuyện này ra để ta mang quả keo khác chứ keo của ta xấu quá. Mua chả cả 15 cơ. Thường thôi cũng được, chơi hết. Chạy rồi. À kia thằng có lợn kia. U bắn FVD. Bắn 2 phát chết. Sao bắn? Phải đó. Ăn bắn chim quốc kiến. Chim mái nhà mày. Chim quốc kiến nó bắn phát chết. U chết rồi, mái nhà chết rồi. Phải. Cứu đi với bọn ngu. Ra cứu bọn nó. Mày à mày. Đã kịp nó đây. Nó kịp nó sắp chết nử thế này. Từ từ. Vậy là mới tô màu xong rồi các bạn ơi. Tô màu xong rồi các bạn ơi.